Dạ Tuyết kính chào quý bà cô chú anh chị và các bạn. Dạ hôm nay đó thì Tuyết tới nhà của cháu Võ Tấn Phát thay mặt cô Minh Đức để mà trao tiền ăn, trao tiền ăn cái tháng 12 cho cháu Đức, cho cháu Võ Tấn Phát. Dạ con cảm ơn cô Minh Đức rất là nhiều. Dạ con kính chúc cô sức khỏe dồi dào và luôn luôn có nhiều niềm vui trong cuộc sống. Dạ thì bà nội của cháu thì đi công chuyện rồi, bây giờ còn ông nội nhà, còn mẹ của cháu thì hôm nay là thứ bảy á, mẹ của cháu vẫn còn làm công ty, hôm nay thứ bảy thì cháu được nghỉ, cháu học quá thì thứ bảy chủ nhật thì cháu nghỉ. Dạ con chào chú. Chú Linh đến gia đình của đây tới đây giúp đỡ cho cháu nội ở đây, thật tình tôi rất mừng ơn các chú các thím ở ngoài tôi biết thứ mấy tuổi cô này ở Bình Đức giấu tên. Dạ cũng cảm ơn cô. Dạ trước khi nhận tiền tôi cũng có lời cầu chúc cô được nhiều hạnh phúc, được an khang thịnh vượng, sức khỏe đầy đủ để mà đi giúp cho những người khác. Dạ xin cảm ơn cô. Dạ rồi bà nội cháu đi đâu rồi hả chú? Dạ bà cũng đi đám. Đi đám hả? Dạ đi đám ở đâu buổi mừng trọng. Dạ rồi gọi mẹ của cháu là hổng ngày có tăng ca gì không? Trời ơi tăng ca rồi cô ơi, mà thấy gầu cái luôn cô ơi, bị làm thì lương không bao nhiêu, có tăng ca thì có nhiều thiệt, tăng ca thì cũng 5-6 triệu có. Rồi giờ tăng ca vậy làm cô đây chắc cô cũng biết rồi, không có tăng ca được, nói được không có tăng ca được một tháng cũng được, cũng được 3 triệu rưỡi, thì cũng 3 triệu rưỡi rồi. Dạ. Yeah. Cũng tạm đỡ được, còn hàng khang với anh của Võ Tấn Phát này nè, yeah. Đang ở làm cho bến xe Quỳ Nghĩa. Buổi sáng buổi chiều cũng đi học đi làm mà còn tiếp gia đình rồi nhờ vậy thì học tập nó cũng đỡ, rồi trước cũng mấy cô với chú có giúp đỡ cũng đang đỡ lên cái đưa cái vụ này lên cho nó học đó, thì cũng quá cảm ơn mấy cô mấy chú, nhờ mấy cô chú mà Kha cũng học lớp 10 mà tôi mà ơn chú mà ơn học cũng giỏi quá, mấy ngày thì kiểm đi dữ mọi người thì kiểm đi đó cô có đi dữ đi họ thầm nó ông nãy gì gặp tôi nó quá thằng quá giỏi chưa cháu đòi vừa quá giỏi, nhờ nó đi học gì làm đó cô, có số tiền đủ đi học. Dạ cũng như thầy Kiểm là có tới trường để mà hỏi về cái việc học của cháu Khang đó. Tới nhà của con trai tí luôn. Dạ tới dưới. Dạ thì ở đây thì chú ba nó cũng bà con tôi, nhưng mà đối gì với chiều bà con mình một lẻ, nhưng mà con cháu mình ăn học được ông mừng lắm. Dạ. Ông mừng dữ lắm luôn đó. Con chú thằng cháu du học quá hay, mới gặp tôi đang bị đám ma thằng này nè, rồi đi đến trường hai chú cháu còn nói chuyện ông khen quá khen tôi, chú Nhật nó mì ra được một lần về đây tôi cũng về dạy lắm cô ơi. Mà ở dưới trước thì làm mướn, sao ở nhà bác hai đó cô đó thằng ra này đỡ, nó không có dám đi chơi bọng gì đâu đó. Làm mà nghỉ rằng mà khuya xuống đồ tiếp bác hai nó, rồi sáng làm buổi sáng rồi chiều đi học buổi chiều. Dạ rồi cháu Phát này vẫn đi học bình thường hay? Dạ học bình thường, bữa nay con học mới học qua bữa nay học buổi sáng rồi mới về đó. Dạ học buổi sáng. Dạ kiểu hổng kìa con có vẻ không có không con có là thằng có nói có được gật đầu không con trả lời là dạ có. Dạ có nói gì con. Học cô giáo viết người cô giáo khen viết thiệt viết khéo thiệt là khéo, học tôi cũng khen luôn đó. Dạ. Vì nhà ý viết cũng hơi dạy tôi không dạy được, rồi tự nhiên cầm viết rồi lên trển, nhiều khi cô giáo nói về cầm tay rồi bà này mới đưa lên trển bà hỏi bị nó giờ nó không anh em ở nhà anh học lớp 10 ở dưới mỗi khi biết rồi ở bước theo quần nghĩa rồi có đền nó ở nhà về nó mò viết như vậy là thằng này quá giỏi và tự học. Dạ. Dạ, nào cái chữ mà có dạy liền hay dạy là dạy học chữ nha. Đọc chữ. Đọc chữ rồi viết luôn cầm tay bọn mẹ nữa mà sao mọi viết hay quá cô, viết dạ. Đẹp quá. Vì tôi cũng mừng. Dạ. Thằng nhỏ này tương lai học sao sáng hơn Khang lắm. Bị thằng Khang Đức tôi học đây tôi biết. Nó đây học nó tốt nhất hồi nhỏ cô. Nhưng mà cái là cuối năm năm nào cũng có việc hết.
không có nào không có từ mẫu giáo nhỏ tới mẫu giáo lớn, mà vô lúc đầu không có học hành ra ông hoàng đâu, mà lúc sau cũng quá giỏi. Rồi nhờ vụ đó đó cô, thành ra tôi năm nay nó nói hỏi tôi ông nội anh đây đốc cho nghỉ không à, bị gia đình đều hẹn của cô đó cho không nổi. Rồi tôi mới nói thôi giờ cho học đi, mà lúc đó chị ba cũng nói thôi cháu nội vô học cho học đi, anh này tôi lo tết cho. Rồi sau mà nó học nó hỏi ông nội con thi trường nào, là giờ con thi Nguyễn Khiêm đi, đậu á thì học nữa, còn không đậu thì nghỉ, mình cũng nghèo nó cũng thấm. Sao mà nó học nó thi ra đậu được dư điểm, lấy 23 điểm gửi mà nó được 29 điểm gửi thì anh dư điểm, mà nội nó sợ tôi lắm, nó giờ dư sợ tôi lắm, tôi điện dư gì là sợ dữ lắm á. Dạ, thì cũng động viên nhắc nhở cho cháu học cho thật tốt. Không, thật đó quá, tôi vụ đó chơi là không được tôi đâu cô lắm rồi. Nói dạ, còn cháu nào không gì rằng tôi cũng gầy dĩ lắm. Dạ. Dạ, thì hôm nay cái cô ở bên Đức đó, dạ, cái tháng trước thì cũng có gửi tiền ăn cho cháu Phát. Dạ. Thì bây giờ đó là con gửi, cũng như là bây giờ là cuối tháng 11. Dạ. Là con trao cái này là cái như tháng 12 là tiền ăn cho cháu Phát, đó dạ, là 1 triệu, cái dạ, cô dạ, ở bên Đức gửi. Dạ. Thôi trước mức là tôi đầu tiên ở đây là tôi cũng cảm ơn cô chú ở đây trước đó hả? Vì giờ gần gũi trên thì trung ương dưới địa phương đi. Ngày sau tôi cũng cảm ơn cho cô thứ mấy? Con thứ 8. Nhà cô thứ 8 rồi, người cho giúp tiền này. Cô này con không biết thứ mấy dạ, nhưng mà giống tên. Dạ, dạ. Dạ, thôi cũng tôi cũng cảm ơn cô để tài trợ cho cháu tôi học được thì tôi có mừng. Thôi trước mức là tôi cầu chúc cho cô với tất cả bà con ở bệnh được ăn khang thịnh vượng. Sau này được bây giờ dồi dào sức khỏe vô đặng mà sau này còn giúp đỡ cho những người cháu khác. Hoàn cảnh người cháu Phát của cháu tôi, vậy tôi cũng cảm ơn cô. Dạ, vậy con cũng xin phép chú con về. Dạ, dạ, thôi dạ, vậy tôi cảm ơn cô lắm, dạ, chú nha. Dạ, một lần nữa thì con gửi lời cảm ơn đến cô lần nữa. Dạ, dạ, cho tới gửi lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn đến quý bà, cô chú, anh chị và các bạn rất là nhiều đã luôn ủng hộ và yêu mến kênh của Tiết. Dạ, Tiết xin chào và hẹn gặp lại trong clip sau. Dạ. Bye bye.